Sau nhiều lần tuyên truyền kêu gọi, nhưng các đối tượng đã ngoan cố không chịu đầu hàng, chúng tiếp tục thay đổi các hạng công binh, tạo chuẩn cho đặc nhiệm, lệnh cho các tổ đã bắt nhóm tội phạm theo kế hoạch. Nhận làm tổ một và tổ hai, sử dụng nhiều lần mới về thời gian, đồng hành các bắt nhóm tội phạm, giải cứu công binh. Đi mẹ đi, cái thằng kia nhanh nó vào.